Hôm nay tôi đi tham quan suối xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Suối Hòa Bắc rất đẹp. Đây, các bạn thấy. Sa Bác hiện nay ngày hôm nay tôi tham quan là đúng 19 chủ nhật, nhưng mà rất là quen khách. Bởi vì hiện tại ở suối này rất đẹp nhưng chưa khai thác nhiều, khách đấy rất ít. À, các bạn thấy đẹp không? Nước rất là trong nước suối xuống rất trong. Có cảnh đó rất đẹp.
chỗ này là gần nước là để lấy nước được xuống dưới dục là gần nước. Rất đẹp các bạn, suối chảy rất đẹp. Nước rất trong xanh. Không khí rất trong lành. Không có người qua lại, rất là yên tĩnh.
Hay làm YouTube cả. Kênh YouTube là Truyện Kiều Vlog. Truyện Kiều Vlog này. Vlog. Bốn chục bài video rồi.
Đây là hệ rừng đấy các bạn, hệ rừng, hệ rừng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, để trang trại nuôi hệ rừng tại xã Hòa Bắc, mà người dân họ nuôi, tôi quay trọn đại. Đây là con đực, đực con lớn, đực, đực lớn, con này nhận những con cái à, con cái à, đấy con cái, ý, ý, ý. Đấy, con cái tới đó, đây, con cái, ý, ý, ý.
Ở rừng mở con dê à? Dua, bướm bướm. Không được, không được, to dễ, to dễ sợ không? Đây là hai con cái nhỏ hơn. Để ra gần đây câu. Thôi đi, video hôm nay chấm dứt cho các bạn à. Tôi về chờ các bạn, chờ hẹn các bạn lần sau tôi sẽ quay làm cái video khác. Thôi chào, tạm biệt, chào.